thành người tầm phong thành báo dương. Phụ nữ Việt Nam rất tự hào về truyền thống vẻ vang, thần xứng danh với tám chữ vàng, và phô tặng cho phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang, anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang.